Hello, chào các bạn. Đến video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cân bằng phương trình bằng cái máy tính của mình ha. Và máy tính của mình phải Casio 580 trở lên nha các bạn ơi. Nè, 570 là không được nha các bạn. Nha, 570 là không được, phải từ 580 lên thì chúng ta mới cân bằng được nha các bạn. Bây giờ thầy sẽ chỉ ha. Vậy là máy tính này của thầy không làm được nè. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm sao. À, đối với cái bài này nếu chúng ta học phương pháp ở lớp 10 á, thì được. Nhưng mà đối với những bạn mà lớp 9 mà đi thi học sinh giỏi á, mà chỉ rất là khó khăn. Hoặc là những bạn mà làm phương pháp E không rành cũng không biết cân bằng luôn. Giờ thầy sẽ chỉ ha. Rồi chúng ta sẽ làm câu A nè. Rồi chúng ta sẽ làm cho thầy là sắp xếp từng lần lượt các nguyên tố cho thầy. Ví dụ CO đây thì chúng ta viết CO trước. Rồi H đây viết H trước. N đây. Rồi O đây, đó, viết theo thứ tự cho thầy ha. Ha, theo thứ tự là C, H, N, O. Rồi, bây giờ là nguyên tế CO ở đây có. Ở đây nè, ở đây là có nghĩa là con số 1. Rồi, ở đây không có. Không, ở đây là có một nguyên tố CO là 1. Còn này không có là 0, 0. Kịp ha, rồi H ở đây, H nè. H ở đây không có là 0. Ở đây là 1. Ở đây là 0. Ở đây là 0 và ở đây là 2. Đó. Rồi, nguyên tố N ở đây không có nguyên tố gì hết. Là 0 nè. Mình điền luôn thầy này. À, nguyên tố oxy cũng không có luôn, mình điền 0 luôn cho thầy. Rồi, nguyên tố N ở đây có 1 N. Có mấy nguyên tố oxy đây? Là 3, mình điền luôn thầy 3. Nguyên tố N ở đây có mấy nguyên tố N? 1 x 2 là 2 nè. Nguyên tố oxy là 3 x 2 là 6 nè. Rồi nguyên tố N ở đây là 1, oxy là 1, nguyên tố N là 0 nè. Ở đây không có nguyên tố N nhưng mà có một nguyên tố oxy là 1. Đó, các bạn liệt kê vậy cho thầy. Ok ha. Giờ các bạn hiểu cái bước này không vậy? Đầu tiên là CO ở đây là 1 nè, CO ở đây không có là 0 ha. Rồi CO ở đây là 1, ở đây không có 0, không có CO. H nè, ở đây không có H. Ở đây có một H nè, đi xuống đây này. Ở đây không có H là 0. Ở đây không có H. Ở đây có 2H. N, ở đây không có N là 0 nè. Ở đây có N, 1N đi xuống đây 1. Rồi. Ở đây mấy N? 2N đi 2. 1N rồi 0. Rồi O là ở này, là ở đây 0. Ở đây là có 3, ở đây có 6, ở đây có 1, ở đây nó 1. Ok, rồi chúng ta tới bước bấm máy tính nha. Rồi bây giờ tới bước bấm máy tính nha các bạn. Thì giờ thầy sẽ chỉ các bạn bấm nha. Rồi các bạn thấy là CO của mình là 1 nè. Ở đây là 0 nè, 1, 0, 0 đúng không? H của mình ở đây là không có là 0 nè. Còn H ở đây là 1. Ở đây không có gì là 0, 0. Ở đây có H2 là 2 đúng không? Rồi N của mình là ở đây là 0 nè. Đây là 1, còn này là 2 ha, 2. Con này là 1, con này là 0. Oxy của mình đây là không có gì là 0 nè, ở đây là 3. Còn ở đây là 6, còn ở đây là 1 và ở đây là 1 nha. Rồi thầy sẽ chỉ bấm ở Vinacol trước nhé. 2. Vinacol 2 chúng ta mới bấm được phương trình bậc nhất. 4 nghiệm mà giờ chúng ta bấm lại mo nữa thầy nè. Mo rồi bấm 5 nữa thầy. 5. Rồi các bạn chọn bậc cho thầy 4. Nha, nghiệm là 4 đó. Bấm thầy số 4. Số 3 chứ. Đây số 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cho thầy lần lượt là 1, 0. Cái hàng đầu tiên các bạn sẽ nhập là 1, 0, 1, 0, 0. Các bạn bấm một con số các bạn bằng cái hàng 1 bằng cái rồi bấm 0 bằng cái. Bấm 1 bằng cái rồi bấm 0. Đấy. 0. Đấy. Rồi tới hàng số 2 các bạn bấm y chang vậy luôn, bấm 0 1 0 0 2 bằng 0 nè, bằng 1 bằng 0 bằng 0 bằng rồi 2 bằng đó. Cái dòng số 3 là các bạn bấm hay là 0 bằng 1 bằng 2 bằng 1 bằng 0 bằng. Rồi phương trình cuối cùng là bấm 0 bằng 3 bằng 6 bằng 1
bằng m bằng. Ok, thì nó ra kết quả đây, thầy đã bấm trước là x là bằng 3 phần 4, y là 2 và z là âm 3 phần 4 và t của mình là âm 1 phần 2. Ok ha, đây thầy chỉ cách bấm là mo nè, 5 nè, rồi bấm 3 cho thầy, đó, ra cái này thầy. Rồi các bạn bấm cho thầy thôi. Ok, đây là Pinacol 2 nha. Đó, 570F plus 2 đó. Giờ thầy sẽ chỉ Casio FX 580 nha các bạn, 580 mới được nha, 570 không được nha. À, rồi bây giờ thầy coi, cũng chỉ bấm thôi, các bạn bấm mà mo đây menu rồi các bạn bấm 9 cho thầy, 9 rồi các bạn bấm cho thầy nè 1 rồi mình chọn 4 cho thầy đó, 4 nghiệm phương trình bậc nhất 4 nghiệm ha. Rồi đó thì nó ra cũng y chang kia đó, ít thì đã ra các bạn nhập cho thầy cái hàng đầu tiên theo thứ tự ha. Rồi nhập hàng đầu tiên mình cũng bấm cho thầy là 1 nè bằng 0 bằng 1 bằng 0 bằng 0 bằng, rồi ở dưới là 0 bằng 1 bằng 0 0 bằng 0 bằng 2 bằng. Rồi dưới đây mình cũng nhập y chang luôn là 0 bằng 1 bằng 2 bằng 1 bằng 0 bằng. Rồi tới dòng cuối cùng mình không bấm này là này, nó nhảy xuống dòng cuối cùng rồi, 0 bằng 3 bằng 6 bằng 1 bằng 1 bằng. Rồi ok đó, nghiệm ra đây thầy đã bấm trước nè, 3 phần 4 nè, 2 nè, âm 3 phần 4 nè, rồi âm 1 phần 2 đó. Ok, y chang luôn, y chang giống nãy thôi. Giờ thầy chỉ bấm nè, bấm 9 cái này đó, rồi bấm 1 rồi bấm 4 cái này đó, ra y chang. Ok nha. Rồi rồi kết quả mình bấm ra cho thầy nè là x của mình bằng 3 phần 4 nè, y 2, z 3 phần 4, t là bằng 1 phần 2. Rồi giờ thầy sẽ chỉ ha. Rồi các bạn cứ để im gì cho thầy. Rồi chúng ta sẽ xử lý sao nữa, xử lý một bước là chúng ta phải chuyển này về dấu cộng hết cho thầy nha, chuyển về dấu cộng hết cho thầy, kịp chưa? Rồi chuyển về dấu cộng, rồi chúng ta sẽ quy đồng mẫu số cho thầy. Mẫu số ở đây là sum của số mấy, à mẫu số ở đây con số mấy, các bạn giờ coi 4 ở đây là con số 1, ở đây 4, 2, gì là mẫu số chung của mình là phải con số 4 ha, mẫu số chung là con số 4. Vậy chúng ta sẽ làm sao cho nó chuyển về số nguyên cho thầy thôi. Thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, chúng ta lấy những con số ở đây 3 phần 4 này, chúng ta nhân cho 4 cái này đó, nhân cho 4 đó, nhân cho 4 nha, 2 ta nhân cho 4, rồi 3 phần 4 ta nhân cho 4, chuyển về con số nguyên thôi, 1 phần 2 ta nhân cho 4. Rồi vậy kết quả chỗ này nè, mình sẽ ra cho thầy là con số 3 này là 8, 3 2 đấy. Ok ha, chúng ta 3 phần 4 nhân 4 là 3, 2 nhân 4 là 8. Rồi chúng ta sẽ điền vô đây ha, chúng ta sẽ điền lần lượt lên như thế này nè, ở 3 nè, đây là 3 nè, 8 đây, 3 2 này. Rồi tới lượt thằng cuối cùng chúng ta phải tự đếm ha. Ở đây có 8H nè, 8H ở đây mới có 2, thì chúng ta điền lên số 4 cho thầy cái. Rồi bắt đầu chúng ta đếm, để chúng ta đếm nè, 3 CO nè, 3 CO đủ ở đây nè, 3 x 2 là 3 x 2 là 6N cộng 2 nữa là 8N, đây đúng rồi nè. Rồi 8H, 8H rồi đủ oxy. Rồi 8 x 3 20 mấy, 24. Ở đây chúng ta sẽ có nè, 6 nè, 6 3 18. Ok, 18 cộng 2 là 20, rồi 4 đây là 24, là đủ oxy. Đó. Ok ha, như vậy là các bạn biết làm chỗ nào. Cái bước này chúng ta bấm x y z ra. Y z ra à. Nãy thì vừa chỉ xong á. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuyển nó về dấu cộng cho thầy.
Rồi chúng ta coi mẫu số nó số mấy, rồi chúng ta nhân cho hết, nhân con số đó rồi chúng ta ra cái con số nguyên này chúng ta đem ta tính. Rồi ok nha. Rồi chúng ta tới phương trình B ha. Rồi chúng ta cũng viết ra trang này, rồi chúng ta điền nguyên tố Fe nè, H nè, N nè, O nè, đó theo thứ tự nha, Fe nè, H, N, O. Rồi chúng ta điền nguyên tố ha. Như vậy ở cái hàng đầu tiên chúng ta làm cho nhanh là hàng đầu tiên nè, Fe của mình là ở đây là một nè, có một Fe đúng không, có một Fe nhá. Rồi có H không, không, mình điền không, không luôn như thầy đó, mình làm cái hàng đầu tiên cho nó thấy. Rồi Fe ở đây rồi xong nha, giờ chúng ta qua thứ hai, Fe đây không có là không nè, ở đây có H nè, H ở đây là con số 1 nè, N ra con số 1 luôn, O là con số 3 đấy, kịp ha. Rồi Fe đây, Fe đây là 1 nè, H ở đây không có, không, N của mình là 3 thằng, oxy của mình là 9 nha, 3 nhân 3 là 9. Rồi Fe đây là không có là 0 nè. Rồi H cũng là 0, N chúng ta có 1 N đây, O chúng ta có 2 O đây đấy. Rồi Fe đây chúng ta không có, H chúng ta có 2, N chúng ta không có nha, ở đây chúng ta không có N, 1, O chúng ta đây có là 1 đó. Rồi xong, rồi chúng ta tới bước bấm máy tính nha, là phải chữ Fe nha các bạn. Rồi cách bấm cũng y chang vậy luôn nha. Cách bấm cũng y chang luôn nha. Các bạn bấm đây là đây menu nè, 9 1 4. Rồi các bạn bấm cái này, hàng đầu tiên bấm 1 bằng 0 bằng 1 bằng 0 bằng 0 bằng. Rồi dòng thứ hai bấm 0 bằng 1 bằng 0 bằng 0 bằng 2 bằng. Dòng số 3 là 0 bằng 1 1 bằng 3 bằng 1 bằng 0 bằng. Dòng thứ 4 là 0 bằng 3 bằng 9 bằng 2 bằng 1 bằng. Rồi các bạn thấy kết quả là 1 phần 3 nè, 2 nè, âm 1 phần 3 nè, bằng 1 nha. Rồi ok nha. Rồi nếu bấm ở VinaCard các bạn bấm hay là mò đây mod nha, 5. Rồi bấm thầy số 3. Rồi các bạn nhập y chang như thầy nha, nhập y chang nha, thầy không chỉ lại nha. Rồi rồi 580 nha, casio 580 mới được nha các bạn, với Vina Khôn á, 2. Rồi xong. Rồi chúng ta ra được kết quả như thế này ha. Rồi chúng ta thấy là 1 phần 3 đúng không, 2 âm 1 phần 3. Rồi 1 chúng ta sẽ chuyển về dấu dương như thế này nha. Đó chúng ta tính số dương thôi, thành dấu cộng như thế này. Rồi chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta thấy 3 nè, 1, 3. Như vậy chúng ta mẫu số chung của mình là con số số 3. À như vậy chúng ta sẽ nhân cho thầy, nhân cho thầy thêm một cái công đoạn ha. Chúng ta sẽ biến đổi cái này để về cho cái số nguyên. Chúng tôi sẽ lấy là 1 phần 3 nhân cho 3 cho thầy nha, tất cả đều nhân cho 3 cho thầy. 2 nhân cho 3, 1 phần 3 nhân cho 3 và 1 nhân cho 3. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái này nó sẽ biến về là con số 1 nè. Này là con số 6. Này là 1 phần 3 nhân 3 ra con số 1. Rồi 1 3 là con số số 3. Rồi chúng ta sẽ điền lên trên lại nha, chúng ta sẽ điền lên trên lại ha. 1 phần 3 nhân 3 ra 1 ha, 2 nhân 3 ra 6. Rồi 1 phần 3 nhân 3 ra 1. Rồi chúng ta sẽ điền số 1 này, chúng ta gọi điền 6, chúng ta điền lên 6. Rồi ok nha, ở đây là con số 1 khỏi, ở đây là 3, điền lên 3. Rồi chúng ta đếm lại nè, Fe, Fe đủ nè. Rồi N chúng ta đếm N nè, 1 N nè, 1 nhân 3 ra 3 cộng 3 nữa là 6, đúng rồi 6 đây, 6H ở đây mới có 2 thêm 3 thầy. Rồi giờ đếm ô nè, 6 x 3 là 18 ô. Còn bên này 3, 3 là 9.
Rồi cộng ở đây nữa là 3 là 6 cộng 3 nữa là đúng bằng 18 luôn nhé. Rồi ok nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua tiếp cái tiếp theo ha. Tiếp theo là câu C. Rồi câu C thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm nhanh ha. F3O4 cộng H2O4 rồi cộng Fe2SO4 tất cả 3 lần cộng SO2 cộng H2O. Rồi thầy sẽ chỉ nhanh ha. Chúng ta sẽ điền lần lượt cho thầy nè, điền lần lượt nha. Là Fe O nè, FeO rồi H rồi đến S. Đó. Rồi chúng ta điền hàng đầu tiên ha. Fe của mình đây là 3. Fe là 3 ha. Còn O là 4. Còn mấy thằng còn lại chúng ta điền không không. Đó. Rồi, ở đây Fe của mình không có. O chúng ta có 4 nha, 4 O nè. H của mình có 2. Lưu huỳnh của mình là 1. Đó. Rồi Fe của mình đây là 2. O của mình là 12. H của mình là 0. S của mình là 3 nha các bạn. Đây là 3. Đấy. Rồi, Fe của mình là 0, O của mình là 2, ở đây có 2 nè. H của mình là 0. S của mình là 1. Đó. Fe của mình đây là 0 nè. O của mình là 1 đây, 1 nha các bạn, 1. Còn H của mình là 2, ở đây có 2 nè. S của mình là 1. Ok. Rồi chúng ta tới bước bấm máy tính nha các bạn. Giờ tới Fe3O4. Bấm hay là này đã chín rồi, bấm hay là 1. Rồi ta chọn là 4. Rồi ta nhập cho thầy tiếp luôn là 3 nè. Rồi bằng 0 bằng 2 bằng 0 bằng 0 bằng rồi 4 bằng 4 bằng 12 bằng 2 bằng 1 bằng. Rồi cái dòng số 3 là bằng 0 bằng 2 bằng 0 bằng 0 bằng 2 bằng. Rồi dòng cuối cùng là bấm 0 bằng 1 bằng 3 bằng 1 bằng 0 bằng. Rồi. Đây kết quả là 1 phần 5 nè. 1 nè. Rồi âm 3 phần 10. Rồi âm 1 phần 10. Rồi chúng ta ra kết quả gì ha? Chúng ta sẽ làm xử lý giùm thầy cái là 1 phần 5 1. Rồi cái này là chúng ta chuyển về dấu dương cho thầy. Đây, ta thầy dấu cộng. Rồi chúng ta thấy là số 5 nè. Ở đây là 1 nè, đây là 10. 10 mẫu chung của mình là phải là con số 10 cho thầy nha các bạn. Rồi ok. Rồi mẫu chung số 10 thì các bạn sẽ xử lý sao? Chúng ta 1 phần 5 chúng ta nhân cho 10 thầy. 1 nhân cho 10. Đó. Rồi 3 phần 10 ta nhân cho 10. Tức 1 phần 10 ta nhân cho 10 thầy đó. Tất cả chúng ta nhân cho mẫu số chung ha. Rồi kết quả chúng ta sẽ ra đây là con số. Nè, 1 phần 5 nhân 10 chúng ta ra 2 ha. Này ra 10. Đấy, 3. Rồi này chúng ra ra 1. Rồi 1 ha, rồi chúng ta sẽ điền vô cho thầy nè, điền vô ha, chúng ta sẽ điền vô từ từ. Đây. Ở đây 2 đúng không? Điền đây là con số 2 thầy. Ở đây 10 ta điền đây con số 10. Ở đây 3 điền số 3, ở đây 1 chúng ta không điền ha. Rồi bắt đầu ta đếm nè. Fe. 3 Fe nè, 3 x 2 là 6. Này 2 x 3 là 6 đủ. Rồi chúng ta đếm một hình nè, 3 x 3 là 9. 9 cộng 1 là 10 đúng không? 10. Rồi ok. 10 x 2 20, chỗ này mới có 2 chúng ta thêm 10. Rồi chúng ta đếm thằng oxy cho thầy ha, đếm oxy cho thầy thôi. Nè, 2 x 4 là 8 rồi. Cộng đây là 10 nhân 4 nữa là 40, vậy chúng ta sẽ ra 48 nha. Vậy là oxy của mình là 48. Rồi bên đây vậy chúng ta sẽ đếm đây nè. Đây là 4 nhân 3 là 12. Chúng ta 12 chúng ta nhân cho 3 nha, 12 chúng ta nhân cho 3 là ra 36.
Rồi 36 cộng 2 cộng cho 10. Đúng không? 36 nhân cộng 2 là bằng 38, cộng 10 là bằng 48 luôn. Đó, như vậy là đúng nhá. Rồi tiếp tới câu D. Câu D ha, rồi chúng ta sẽ viết các nguyên tố lần lượt ha. AL đây, viết AL. H, S, rồi O. Rồi, chúng ta sẽ điền lần lượt các thầy ha. Như vậy là cái nguyên tố đầu tiên là chỉ có AL là 1, còn lại mấy kia là 0, 0, 0. Rồi, AL ở đây không có là 0. Rồi, H nè, H đây là 2, 2H nè. S là 1, Oxy là 4. Đó. AL đây là 2. H của mình không có. S của mình đây, S của mình ha, S của mình là 3. Oxy của mình là 12. Đó. Ở đây là S là mình không có, là H cũng không. S của mình đây là 1, oxy của mình là 2. Đó. AL của mình ở đây không có nha, không. H của mình là 2, S là 1, oxy là 1. Rồi, xong. Rồi chúng ta bấm máy tính nha các bạn. Rồi các bạn xem lại giùm thầy nha, thầy mới coi lại là mấy cái chỗ này thầy hay nhầm nè. Cái này chúng ta phải số 0 nha, tại vì lưu huỳnh của mình ở đây không có là 0 nha. Trong quá trình làm thầy thấy chỗ này cũng nhầm luôn. Do thầy không có mấy máy tính kia nên thầy phải làm ở trên phần mềm giả lập á, nên cái mà thầy làm ở trên máy tính nó mới chính xác hơn nha. Cổ này nè, S của mình nè, S của mình là không có ở đây nè, không có ở đây là có nghĩa là số 0 nha các bạn, chứ không phải một đâu. Đây đây đây, hồi nãy thầy có làm đây 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 đây. Các bạn nhé, xem kỹ giùm thầy nhé, thầy nhầm cái chỗ này nè nha, phải là không nha, n ở đây mình không có là phải là không nha các bạn. Rồi 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 tới AL nha các bạn. Ta cũng bấm như vậy thôi nè. Mono rồi, 9 nè, 1 rồi chọn 4 nha thầy. Rồi ta cũng nhập y chang luôn. 1 bằng 0 bằng 2 bằng 0 bằng 0 bằng. Xong hết rồi, dòng số 2 là 0 bằng 2 bằng 0 bằng 0 bằng 2 bằng. Rồi, dòng số 3 là 0 bằng 1 bằng 3 bằng 1 bằng 0 bằng. Dòng cuối cùng là 0 bằng 4 bằng 12 bằng 2 bằng 1 bằng. Rồi, đó ra 1 phần 3 nè, 1 nè, ra âm 1 phần 6, ra âm 1 phần 2. Rồi. Nếu Vinaphone 2 thì các bạn bấm cho thầy về là mo nè, 5 nè, 3. Rồi các bạn cứ bấm bình thường cho thầy luôn. Đó, bấm bình thường cho thầy giống nãy giờ thầy chỉ ha. Dòng đầu tiên nè, dòng số 2 nè, dòng số 3, dòng số 4 là các bạn bằng bằng cho thầy. Ok nha. Tiếp, mình ra tới đây rồi, chúng ta sẽ làm một cái bước nãy thì nó chuyển về dấu cộng hết. Rồi ha, rồi chúng ta sẽ thấy mẫu số chung nè. Ở đây 3 nè, ở đây 1 nè, 6 nè, với 2 gì cho mẫu số chung của mình là con số 6 nha các bạn. Ha, mẫu số chung của mình là sẽ là con số số 6. Này, bây giờ chúng ta sẽ là 1 phần 3, chúng ta sẽ nhân cho 6 nè. Là 1 chúng ta nhân cho 6, rồi 1 phần 6 ta nhân cho 6, rồi 1 phần 2 ta nhân cho 6 cho thầy. Ok ha. Rồi chúng ta sẽ xuống đây. Nè, xuống đây nhìn thầy ha, vậy 1 phần 3 nhân 6 là chúng ta sẽ ra 2. 1 phần 6 này 1 này 3, rồi ta điền vô ha. 2 ta điền đây 2. 6 rồi 1 3. Rồi bắt đầu đếm nè. AL đây 2, ở đây 2L ha. Rồi, lưu huỳnh nè, ở đây có 3 lưu huỳnh. 3C cộng 3C nữa là 6. 6 ha. Rồi 6H. 6 nhân 2 12, ở đây mới có 2 thêm 6. Rồi.
Rồi chúng ta tính oxy giùm thầy nhé. Rồi 6 x 4 ra 24 oxy ha. Rồi ở đây chúng ta là 3 x 4 12. Đó, 12 mà cộng cho 6. Rồi cộng cho 6 nữa. Ok là chúng ta ra 24 luôn là đủ, ok ha các bạn. Đó, vậy hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong là cách cân bằng phương trình khó bằng cái máy tính cầm tay của mình, nhưng mà phải từ 580 nha, với Vinaphone cho thầy 2 trở lên thì mới được. Rồi, các bạn còn chỗ nào chưa hiểu thì các bạn coi lại giúp thầy nha. Rồi hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.